Cà phê sữa ít béo có thực sự làm giảm axit uric? Axit uric máu cao có thể do nguyên nhân cơ thể giảm bài tiết axit uric, thường gặp ở người có bệnh thận mãn tính, thận mất khả năng lọc và loại bỏ các chất thải ra ngoài cơ thể. Bên cạnh đó, các bệnh nội tiết hoặc trao đổi chất cũng có thể làm giảm bài tiết axit uric. Tình trạng axit uric tăng cao cũng có thể do chế độ dinh dưỡng. Ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin có thể dẫn đến tăng axit uric máu. Các loại thực phẩm đó là nội tạng động vật, thịt đỏ, da cầm, hải sản, nấm men, bia. Các nguyên nhân khác có thể làm tăng axit uric máu là đường máu cao, suy giáp, huyết áp cao, béo phì, phơi nhiễm chì, thuốc trừ sâu, sử dụng rượu, thuốc chữa bệnh. Sữa ít béo hoặc sữa tách béo có thể giúp làm giảm axit uric trong máu hiệu quả. Chế phẩm từ sữa tách béo hoặc ít béo cũng rất tốt cho người có nồng độ axit uric cao. Cà phê cùng sữa ít béo, tách béo được các chuyên gia khuyến nghị sử dụng cho người bệnh gút. Tuy nhiên, cần thảo luận với bác sĩ về số lượng cà phê có thể uống và không vượt quá 2 cốc một ngày.